Đến rạng sáng ngày 3 tháng 1, lực lượng chức năng quận 12 đang tiến hành phối hợp với trung tâm chống ngập úng của thành phố và người dân địa phương tại hai phường Thạnh Xuân và Thạnh Lộc để khắc phục sự cố của các cống cán rừng tại khu phố 1 phường Thạnh Xuân quận 12. Theo đó, vào lúc 20 giờ ngày 2 tháng 1, nắp cống cán dù bị trượt gây ngập ở trên địa bàn phường Thạnh Xuân, đặc biệt là khu vực Nam Long, phường Thạnh Xuân quận 12. Dòng nước nhanh chóng làm ngập các tuyến đường, nhà dân ở khu vực khiến cuộc sống. Nó bị từ mấy giờ ấy cô? Vỡ đê hay là sao vậy ta? Lực lượng chức năng của quận 12 đã có mặt để phối hợp cùng với các cơ quan tiến hành giúp đỡ các hộ dân bị nước ngập vào nhà, kê đồ đạc, các vật dụng lên cao hoặc ra khỏi vị trí bị ngập. Đồng thời, lực lượng chức năng đã túc trực trong đêm để đảm bảo an ninh. Ông Vũ Anh Đức, chủ tịch phường Thạnh Xuân quận 12 cho biết do nắp cống bị tuột khỏi bàn lề lúc chiều cường đang lên nên xảy ra sự cố nước tràn bờ bao. Diện tích bị ngập rộng khoảng 4 hectare, chủ yếu ngập ở cơ sở hạ tầng và khu dân cư với khoảng 30 hộ dân bị ngập nước vào nhà nhưng chưa đáng kể. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt phối hợp khắc phục sự cố. Sự cố này khiến nhiều hộ dân bị ngập nước.